tham lam, ngu dốt. Ông trời, sao lại khắc nghiệt đến thế kia chứ? Già sống đến bằng này tuổi rồi, không ngờ hôm nay phải bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn để mà tha hương cầu thực. Thôi bà, mẹ thiên nhiên giận dữ, con người nhỏ bé như chúng ta chẳng thể nào làm khác. Chúng ta cứ đi về phương Nam, nơi ấy thiên nhiên ưu đãi, nắng mưa hài hòa, không phải cực khổ thế này đâu. Nghe nói nơi lánh nạn đường xá xa xôi, cháu còn có con nhỏ, rồi thì biết bao giờ mới tới nơi an toàn đây. Thương thay cho cái số kiếp của mình, cả nhà cả cửa cũng chỉ có bao khoai lang đây để mang theo. Ông ơi, hình như ông đang vác bao khoai, ông có thể làm phước cho chúng tôi một củ khoai được không? Ờ, cái ông này ở đâu ra vậy? Không thấy tôi nghèo đói có mỗi bao khoai này hay sao mà còn xin? Đã từ hôm qua đến nay chúng tôi chưa ăn được gì rồi, trên đường đi cũng không có bất kỳ hàng quán nào cả. Thôi ông đi đi, thật đen đủi. Thật tình xin ông hãy giúp đỡ. Chịu thôi. Chẳng phải ông vác chiếc bao còn nặng hơn tôi hay sao? Lại đi xin một củ khoai để lấp trống cho dạ dày à? Hay thế này, tôi sẽ đưa cho ông bao ngân lượng, ông bán khoai cho tôi, được không? Đó là cả một bao vàng. Tôi không vác theo làm gì nữa. Xin ông đổi bao khoai của ông lấy bao vàng của tôi. Được. Ê, sao không nói sớm, làm tôi. Của ông đây, một bao đầy khoai lang nha. Ông đồng ý đổi cho tôi tất cả số khoai hả? Tôi có mỗi một bao, chứ có hai hay ba bao ở đây tôi cũng đưa hết cho ông. Lời quá, người đâu mà ngu ngốc vậy, lại đi đổi cả bao ngân lượng chỉ để lấy cái đống khoai quẹn. Mà thôi, chẳng liên quan đến mình, giờ mình phải đi nhanh nhanh bỏ xa hai cha con, kẻo lỡ họ đổi ý đổi lại thì chết. Quái thật, không biết đây là cái chốn nào mà dọc đường chẳng có hàng quán nào để ăn, có cả núi tiền mà cũng không làm gì được. Thôi cố lên, mong rằng đi thêm đôi ba dặm nữa sẽ có quán ăn dọc đường, rồi mình sẽ được ăn thỏa thích. Mình khát quá, đói quá, không thể đi được nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở đây cùng với bao ngân lượng này? Mình không cam tâm. Nhìn thấy nhà ngươi ở đây, ta thấy thật đáng tiếc và đáng trách. Thưa ngài, tiện nhân khổ quá à. Con đã chết trong khi đáng ra có thể sống phần đời còn lại sung sướng với bao ngân lượng kia. Đáng lý ra ngươi đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà không biết nắm bắt, lại thành ra mất mạng. Đúng là người chết vì tiền tài, chim chết vì ham ăn. Ngài nói sao ạ? Ý ngài là... Bà ơi, qua nay tôi không được ăn gì rồi, bà có thể bán cho tôi một ít khoai được không? Tôi có thể đổi cho bà 1/3 bao ngân lượng để lấy 3 củ khoai. Tôi không có nhiều đồ ăn, anh thông cảm cho. Vậy nửa bao ngân lượng này thì thế nào? Bà đồng ý bán cho tôi nhé, tôi xin bà đấy. Anh cất tiền lại đi, cả bao ngân lượng tôi cũng không đồng ý đâu. Trong hoàn cảnh này thì tiền không cũng không thể mua được mạng sống. Già cũng cần số khoai này, xin lỗi đã không giúp được gì. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết, tiền bạc dắt lưng không còn là thứ quan trọng nữa đúng không? Thực ra kiếp trước mệnh ngươi chưa tận, số khoai đó ngươi có thể bán một nửa giữ lại ăn dọc đường. Cứ gì ngươi lại bán hết? Kẻ tiện nhân đầu óc nông cạn, không có con mắt nhìn xa trông rộng, cũng tại vì số kiếp nghèo quá
muốn đổi giận, cho nên tiểu dân sai khi nhìn thấy đống tiền là qua mắt, mất hết lý trí. Đời tiểu dân thật khổ, sống đã không thể sung sướng, lộc lá chưa được hưởng tí nào, đã phải chết trên đống ngân lượng, thật oan nghiệt mà. Thôi, không nói nhiều nữa, cũng khá thương cảm cho số phận của nhà ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống sót trở về. Phần đời còn lại, ta bày cho ngươi hai hướng đi. Một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi. Hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người. Ý ngươi sao? Dạ, tiện nhân đương nhiên theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình ạ. Ngươi chắc chứ? Dạ, tiểu dân xin chắc chắn ạ. Lần trước nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo, tiện nhân đã không lường trước được tương lai. Nhưng lần này ngài đã cho lời khuyên rõ ràng, tiểu dân tin lựa chọn của mình sẽ hợp lý ạ. Ta cho ngươi lựa chọn số phận của ngươi, quyết định thế nào là ngươi chọn, kết quả thế nào chính ngươi tự chịu, ta không thể làm khác. Dạ, dạ con cảm ơn ngài. Đổi đời rồi, con sẽ ghi nhớ công ơn ngài giúp đỡ suốt đời ạ. Số phận là do chính con người quyết định, làn khói mờ ảo. Chà chà, có vẻ đời ta đã đổi sắc, không phải ngắm mái lá mỗi ngày nữa rồi. Không biết ta đang được nằm thưởng thức ở chốn thiên nhiên kẻ hầu người hạ ở đâu, hàng ngàn người cung phụng mình như thế nào đây. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại thành kẻ ăn mày thế này? Đã xảy ra nhầm lẫn gì sao? Diêm Vương, ngài sao lại? Tại sao chứ? Chẳng phải nói có hàng ngàn người cung phụng mình sao? Sao số tôi lại khổ như thế này? Mình cả một đời đói khổ, cứ ngỡ được Diêm Vương giúp đỡ sẽ khác. Nào ngờ lần này xuống đây, ta nhất định phải hỏi Diêm Vương cho ra lẽ việc này. Vì sai lầm của ngài mà khiến cuộc đời ta phải chịu đắng cay thêm mấy chục năm nữa. Dạ thưa, chắc ngài còn nhớ tiểu nhân chứ ạ? Không ngờ ngài là đấng tối cao, vậy mà ngài lại lừa hạng tiểu nhân như con. Này tên kia, biết trước mặt ngươi là ai không mà ngươi dám hỗn láo? Có tin ta nhốt ngươi vào ngục không? Ta nhớ nhà ngươi rồi. Sao lại nói ta lừa gạt ngươi? Về chuyện gì? 30 năm trước, người hứa sẽ cho tiểu nhân số phận được hàng ngàn người cung phụng, nhưng chẳng những không được ai hầu hạ, lão già đây còn phải đi ăn mày. Vì tin theo các hướng đi ngài bày mà giờ đây lão phải sống kiếp khổ cực cả đời, quả thật quá bất công. Sao Diêm Vương lại cười? Ngài đang cười vì lỗi lầm của ngài ư? Ta hoàn toàn đúng, ta đang cười ngươi đấy. Chẳng phải do chính ngươi lựa chọn như thế sao? Thì đúng rồi, hàng ngàn người cung phụng mình ngươi, đó chính là ăn mày. Đừng quán trách ai cả, mà nên trách lòng tham của chính mình đi. Chẳng lẽ nào do tiểu nhân ngu chốt đã không hiểu được ẩn ý sâu xa, lại còn quay lại trách móc ngài? Tiểu nhân muôn phần đang tội chết, quá tam ba bận, dập đầu cúi lại Diêm Vương cho lão già này được sống như ngài thang tốt đẹp ở kiếp sau. Tốt thôi, vậy ta sẽ lại cho ngươi hai lựa chọn ở kiếp sau. Một là trông giữ núi vàng, hai là trông coi khu đất rộng. Ngươi chọn phần nào? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Núi vàng với khu đất rộng, đương nhiên là núi vàng hơn chứ. Hay là ẩn ý gì đây? Nếu vậy hãy chọn trông coi khu đất. Không được, nhưng ta không muốn. Ta muốn nằm trên đống vàng hưởng thụ vinh hoa cơ. Được,
Ta đã có quyết định của mình rồi. Chắc chắn lần này Diêm Vương sẽ giúp đỡ ta. Lão Lục, kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ. Tại sao thế thưa ngài? Chẳng phải hắn ta đã chọn trong giữ núi vàng hay sao ạ? À? Việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng. Còn trông coi núi vàng trên thực tế chính là giữ một kho thóc. Đứng trước số phận, có người vui vẻ chiến đấu, có người lại khóc lóc gian sinh. Thái độ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Cuộc sống vốn chính chúng ta quyết định. Tham lam ngu dốt, mãi kiếp sẽ chỉ là con quỷ nghèo, không hơn không kém mà thôi. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Cây son mới. Căn phòng sáng sủa hẳn lên anh ạ. Chắc cô Bill phải thích lắm đây. Công nhận là sơn lại một chút mà căn phòng đẹp hẳn. Thành quả cả ngày của anh cũng đáng em nhỉ. Sơn nốt góc bên kia nữa là xong. Ơ, cái thùng sơn đâu rồi hả em? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Bill! Bill, con làm gì thế hả? Con răng cầu thang. Ai cho sơn cầu thang? Mẹ sẽ nhốt con vào trong phòng. Không, mẹ không được nhốt con. Con phải xin lỗi mẹ ngay. Không, Bill chỉ răng cầu thang giúp bố mẹ thôi mà. Hư nè, hư nè. Mẹ xấu, mẹ đánh Bill, Bill ghét mẹ. Bill. Bill, đồ hư đúng. Tại sao con vẽ bậy lên bức tường bố vừa mới sơn hôm qua? Thế thì quá hư rồi, không thể tha được. Xin lỗi mau. Bill chỉ vẽ cho tường đẹp thôi mà. Hư quá rồi, không thể nào chấp nhận được. Lại còn không xin lỗi nè. Bill chỉ vẽ cho đẹp thôi, sao bố mẹ lại đánh? Bill ghét bố mẹ. Em bất lực với thằng con ngang bướng của anh rồi. Bill! Cậu đến lâu chưa? Mình bận chút nên tới hơi muộn. Không sao đâu, lâu lắm mới gặp nhau đấy nhỉ. Kìa Su, con chào cô đi chứ. Con chào cô ạ. Ôi, con gái xinh quá. Cô chào con. Con bé nghỉ hè rồi, hôm nay ở nhà không có ai trông nên mình cho con bé theo. Kìa cậu, con bé... Kìa Su, sao con lại múc sữa chua đổ vào bể cá thế? Con muốn cho bạn cá ăn sữa chua. Bạn cá không ăn sữa chua đâu. Nếu con đổ sữa chua vào bể cá, sẽ làm cho nước bị bẩn. Bạn cá sẽ chết đấy. Thế hả mẹ? Con xin lỗi. Ôi, sao con gái của cậu ngoan thế? Bảo cái là nghe lời luôn à. Chẳng bù cho thằng cu Bill nhà mình, mắng rác cả họng cũng không nghe. Thì mình cứ nhẹ nhàng giải thích là được thôi. Trẻ con, chúng không biết việc làm nào là đúng, việc làm nào là sai. Nếu mình không giải thích mà chỉ mắng thôi á, thì dễ có tác dụng ngược lại đối với lứa tuổi này đấy. Vậy sao? Trẻ ở độ tuổi lên 3 dễ ngang bướng, thích làm theo ý mình, hay đòi hỏi, mè nheo, làm ngược ý người lớn. Nên hiểu tâm lý của trẻ cùng với sự khủng hoảng ở tuổi này để bảo ban cậu ạ. Bởi đây chính là độ tuổi bé muốn khẳng định mình. Mình hơi một chút là quát mắng như thế, còn gây tác dụng ngược lại đấy. Có lẽ mình đã xử sự chưa đúng với cô Bill. Bill à, hôm nay bố mẹ sẽ cho con đi chơi nhé. Bố mẹ cho Bill đi chơi. Ôi trời ơi, cây son mới của mình vừa mới mua có mấy hôm, thế này thì còn dùng gì nữa cơ chứ. Mình hơi một chút là khoác mắng như thế,
còn gây tác dụng ngược lại đấy. Bill ơi, vào đây mẹ bảo. Con vừa nghịch cây son của mẹ đúng không Bill? Vâng ạ. Cây son của mẹ đã bị con nghịch như thế này thì mẹ không thể tô được nữa. Tô vào sẽ rất xấu. Con muốn mẹ xấu à? Bill không muốn mẹ xấu. Tại sao lại xấu hả mẹ? Đây nhé, con nhìn xem này. Con thấy không, cây son bị hỏng khiến mẹ xấu xí như thế này đấy. Mẹ rất buồn. Bill xin lỗi mẹ. Anh ơi, anh lau lại cây son cho em đấy à? Không, anh đâu có động gì đến son của em đâu. Con đã sửa đấy. Con làm thế nào vậy Bill? Bill đang dùng kéo đồ chơi cắt bớt son đi, rồi dùng giấy ăn lau sạch xung quanh. Như thế mẹ lại sẽ xinh đúng không hả? Thế này thì mẹ lại xinh rồi. Cô Bill của mẹ giỏi quá, còn biết sửa sai nữa rồi kìa. Thế mới biết từ trước đến nay mình đã sai trong cách dạy con như thế nào. Giờ thì em đã hiểu rồi. Viên uống tái tạo da Hexanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexanis nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Đàn cừu núi. Lạnh quá, trời mỗi lúc một lạnh, tuyết dày đặc thế này à, phải tối mình mới về đến nhà. Hình như có con cừu trong hang kia, lại xem nào. Một đàn cừu. Hình như chúng đang đói và rét lắm. Tao sẽ chia cho chúng mày một ít cỏ cho đỡ đói. Tự dưng lại bắt gặp một đàn cừu thế này, có phải ông trời thương tình ta không nhỉ? Của một đống tiền thế này, hay chi bằng ta cứ trút hết cỏ cho chúng ăn, nuôi chúng lớn, đợi qua mùa đông sẽ lùa chúng về nhà. Tao sẽ chăm sóc lũ chúng mày, cứ ở yên trong hang nhé. Hàng ngày tao sẽ mang thức ăn đến cho chúng mày. Lúc đó ta sẽ chỉ việc ngồi mà thu tiền. Cứ cẩn thận làm cái hàng rào chắn ở đây, không mất mát con nào, cũng cả đống tiền chứ ít gì. Từ hôm ấy, bất chấp trời lạnh giá, ông Bengal ngày nào cũng mang thức ăn lên núi cho đàn cừu. Chúng ăn nhiều và khỏe vô cùng. Được sự chăm sóc chu đáo cộng với thời tiết giá rét, dường như lũ cừu cũng không muốn đi đâu ra khỏi hang. Ông làm gì vậy ông Bengal? Ông có biết lũ cừu nhà đã hết cạn thức ăn rồi không? Rồi chúng sẽ ăn gì để chống chọi hết mùa đông này đây? Trong kho vẫn còn đầy cỏ khô, bà lo gì? Cỏ khô cái gì? Cỏ khô thì làm sao chúng béo tốt được? Rồi đến mùa thu hoạch chẳng có gì đâu mà bán. Bà cứ yên tâm, tôi đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Bà cứ đợi đi, hết mùa đông tôi mang đàn cừu núi về, lúc đó bà tha hồ mà thu tiền. Bà thấy đấy, cừu nhà nhỏ hơn cừu núi, nên chỉ cần ăn cỏ khô với uống nước là đủ. Mình cần chăm đàn cừu núi hơn vì chúng to hơn. Cừu núi to khỏe, được nhiều lông hơn, mà giá cả cũng cao hơn rất nhiều đấy. Ông trời thương mình mới cho mình cơ duyên tìm được đàn cừu núi. Hiếm lắm chứ bà tưởng à. Cơ hội đấy, bà cứ để tôi lo. Vậy là cứ chăm chăm lo cho lũ cừu núi, ông Bengal quên cả việc chăm sóc đàn cừu nhà. Mỗi ngày ông chỉ ném cho đàn cừu nhà bó cỏ khô. Có hôm, ông còn quên cả không cho chúng uống nước, khiến cho lũ cừu ngày càng gầy gò, ốm yếu hơn. Xót quá, có vẻ chúng cứ gầy dần đi đấy ông ạ. Không sao đâu, ta còn cả đàn cừu núi béo tốt kia kìa. Bà cứ lo gì, chả mấy hôm nữa là hết mùa đông, trời nắng ráo, tôi vào lùa chúng về.
nhà ta lại kiếm bội tiền thôi. Ông nói thật ư? Chứ không à, ngày nào tôi chẳng vào chăm chúng, béo tốt lắm, lông mượt trắng phao phao, đẹp lắm. Mấy hôm nữa thôi là tôi vào lùa chúng về, tôi phải dọn chuồng cho chúng đây. Lũ cù này nuôi chỉ tổ tốn thức ăn mà năng suất có cao đâu, bà thấy mỗi năm rồi đấy, rồi cũng trả được mấy đồng. Bà ở nhà chờ nha, tôi và anh em lên hang đá lùa đàn cừu về cho bà. Chuyện gì thế này? Lũ cừu của tôi đâu cả rồi? Có lẽ trời ấm lên, chúng đã rủ nhau rời khỏi hang về rừng núi của chúng mất rồi. Ông nuôi chúng béo tốt, khỏe mạnh quá nên chúng đã đạp gãy được hàng rào. Nhìn kìa, vết chân chúng vẫn còn in đấy. Ôi trời ơi, thế là công công thật rồi, tôi lại bị chính lũ cù lừa à. Trời ơi, thế là mùa năm nay nhà mình mất trắng rồi. Cù nhà cũng chẳng còn mấy con. Con thì ốm, con thì chết, thường lái chẳng ai buồn đến thu mua. Sau khi đàn cù núi chạy mất, ông Ben Gan trở về nhà nhìn lũ cù nhà con thì ốm, con thì lăn ra chết mà xót xa biết giường nào. Giờ ông mới vỡ ra, điều không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, đem những thứ vốn đang thuộc về mình mà bỏ đi. Để đến lúc nhìn lại hối hận thì đã muộn. Viên uống tái tạo da Hisenix, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hisenix nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Ký ức còn xanh. Dừa thì quen thuộc quá rồi, sớm mình nhà nào chẳng có dừa. Nhưng biết làm bài văn tả cây dừa của thầy giao thế nào cho đặc sắc nhỉ? Lý thuyết dạy tả toàn thể, rồi tả đến bộ phận. Đứng từ xa đã thấy cây dừa cao lớn, lại gần tán dừa tỏa ra như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Sao mình thấy nó cứ thế nào ấy nhỉ? Em làm gì mà say sưa thế? À, chị Mai đi học về rồi, giúp em với. Chị đọc cho em bài văn tả cây dừa này đi. Ừ, để chị xem nào. Nhà mình cũng có cây dừa trước ngõ, sao em không viết? Chính là em viết là cây dừa nhà mình mà. Nếu viết cây dừa nhà mình thì em phải thể hiện được tình cảm chứ. Hay là chị viết cho em học theo đi, đi chị. Không được rồi, ngày mai chị thi thử đại học, phải ôn bài. Nhưng chị sẽ cho em mượn cuốn văn hồi cấp 1 của chị nhé. Trong đó có bài này nè, tham khảo thôi nhé. Vâng, em hứa mà. Sao mà viết mãi vẫn cứ lủng củng. Trời ơi, buồn ngủ quá. Mà sáng mai đã phải nộp bài cho thầy rồi. Thôi kệ đi, mình cứ chép lại bài của chị Mai. Thầy mắng thì mình nghĩ ra lý do đối phó sao. À, đúng rồi, lát nữa thầy trả bài, mình giả vờ ốm, xuống phòng y tế nằm. Thế cũng không được, giờ văn tận 3 tiết mà tiết sau lại kiểm tra 15 phút. Thôi kệ, đến nước này mình cứ nhận mình tự làm, thầy nghi ngờ cũng không có bằng chứng gì cả. Bài văn của em Tí lạ mà hay lắm, thầy để điểm 9. Trời, 9 điểm? Chưa ai được điểm 9 môn văn thầy Minh bao giờ hết. Tí lên đọc bài văn của mình cho các bạn cùng nghe nhé. Dạ vâng. Chiều tối trên cây dừa, tổ chim sâu lại ríu rít quay quần, cất tiếng hót nhẹ nhàng, úng như gà mắc tóc ấy nhỉ? Bao. Ừ, mẹ bảo văn thì hay nhưng đọc trung quá. Bên gốc dừa. Sao lạ thế? Thầy không truy hỏi gì sao? Thầy tin là mình làm ư? Tí, Tí này, thầy cũng không ngờ em làm văn lại khá thế này. Thầy muốn thêm em vào đội tuyển văn của lớp. Em cứ về suy nghĩ đi nhé. Dạ, em... Tí giỏi thật đấy. Vào đội tuyển đi chứ còn gì nữa. Ơ, Tí, em sao thế hả? Đi học về sao không vào nghỉ mà còn ngồi đây? Em...
Hôm qua bí quá nên em đã chép nguyên bài văn của chị nộp cho thầy Minh. Hả? Cái gì? Em chép nguyên bài của chị? Thầy Nguyễn Hồng Minh phải không? Vâng. Ngày xưa chị cũng học thầy Minh. Bài văn tả cây dừa ấy của chị thầy rất ưng. Thầy còn xúc động đọc mẫu trước lớp, rồi photo cho mỗi bạn trong lớp chị một bản tham khảo. Chị nói sao? Trời ơi, vậy là thầy Minh đã biết là em chép bài. Thế tại sao mà thầy không vạch trần em trước lớp? Cũng có thể là thầy đã quên. Nhưng em gian dối như vậy thì thật là quá tệ. Kìa, chị Mai, chị phải giúp em với chứ. Em phải làm thế nào bây giờ? Thầy còn gọi mình vào đội tuyển cơ mà. Nghĩa là thầy phải tin là bài văn ấy mình làm. Nhiều năm như vậy rồi, chắc là không sao đâu. Tí. Dạ, thưa thầy. Em đi giặt cho thầy cái khăn lau bảng. Dạ. Từ hôm nộp bài văn ấy, sao mình lại luôn thấy tồi tệ? Có lẽ mình không thể giấu giếm thêm nữa. Hay là thôi, nếu thầy biết mình không những bị điểm kém, rồi chuyện này mà lan đi thì bố mẹ biết, rồi bạn bè chê cười mình chết mất. Nhưng cảm giác mấy hôm nay mình không thể chịu nổi thêm nữa rồi. Mình phải vào gặp thầy thôi, dù có chuyện gì đi nữa. Thầy, em đến xin thưa thầy một chuyện ạ. Bài văn tả cây dừa mấy hôm trước không phải là em làm ạ. Em đã chép bài của chị em. Thầy mừng vì cuối cùng em đã đến tìm thầy. Khi đọc bài em, thầy nhận ra giọng văn quen thuộc. Không ngờ đó chính là chị gái của em. Thầy ơi, em sai rồi. Em xin chịu phạt ạ. Thầy dạy môn văn đã mấy chục năm. Mỗi lần đọc một bài văn hay của các em, thấy lòng mình vui lắm. Lúc ấy thầy tự hào vì học trò và muốn gắn bó mãi với trường lớp. Thầy ơi, em xin lỗi thầy. Em là kẻ lừa dối. Tí à, em là một trong những học trò thầy đặt nhiều hy vọng. Văn của em rất chắc và có cảm xúc. Thầy tin em sẽ bứt phá được. Càng nghe thầy nói, em càng thấy xấu hổ hơn ạ. Lần này em xin thầy ghi cho em 1 điểm, 0 điểm. Bây giờ em hãy về nhà, tự mình làm bài văn khác bằng sự sáng tạo, bằng tình cảm của mình. Thầy tin em sẽ làm tốt. Dạ, em... đêm nay em sẽ thức đến khi làm xong bài văn ạ. Thầy đã tin tưởng mình như thế, từ nay nhất định mình sẽ không phụ lòng tin ấy. Nhà tôi có một cây dừa trước ngõ. Cây dừa có tự lâu lắm rồi. Nó đã gắn bó với tuổi thơ của chị em tôi. Cậu bé Tí ngày nào giờ đã là một thầy giáo dạy văn. Nhưng những ký ức về thầy cũ, về bài văn làm lại vẫn còn xanh mãi, vẹn nguyên theo anh trong đường đời. Dựa vào vai con. Tết này con có về không? Con chưa biết ba ạ. Con đang phấn đấu để giành một suất làm chuyên viên tại trường, được nhận vào làm luôn đó ba. Con định ở lại bên đó luôn sao? Vâng ba, đây là cơ hội ngàn năm có một mà. Rồi con sẽ đón ba sang ở cùng con luôn. Chúc mừng em. Em đã chính thức trở thành chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Melbourne. Em cảm ơn thầy. Alo, ba à, con có tin mừng. Quân à con, con về ngay đi. Ba con bị tai nạn. Bác nói sao? Sao ba con lại bị? Ba con đi lấy thêm đất về thay cho cây đổ nguyên nên ba con mất rồi. Đây là toàn bộ tài liệu nghiên cứu của ba cháu. Bác đã cất giữ mấy chục năm rồi. Ba cháu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ tiếp tục quay lại với công việc. Chỉ tiếc là ngày đó đồng lương không đủ sống. Cháu cũng làm chuyên viên nghiên cứu thực vật nhiều mấy. Biết đâu số tài liệu này sẽ giúp ích cho cháu. Con lên vai ba con. Ở đây chật chội lắm con. Lát nữa xuống xe rồi ba cổng nha. Lớn rồi mà suốt ngày đợi cổng thôi làm ba phát mệt nè. Nhưng ba là người lớn mà. Người lớn thì không biết mệt hả? Lúc nào cũng có con gấu đòi leo lên vai, mỏi lắm có biết không? Thế ba dựa vào con đi. Vai con đây nè. Ba cứ dựa thoải mái. Chưa về hả Quân? Chưa, mình làm thêm một lát rồi về. Cậu chăm chỉ hết cả phần người khác rồi đấy. Phải cố thôi. Tôi muốn phấn đấu để trở thành chỗ dựa vững chắc cho ba. Cậu quả là người con có hiếu đấy. Ngày bé tớ hư lắm,
Bà tớ đã vì tớ mà hy sinh rất nhiều, còn tớ thì chưa làm được gì cho ông cả. Con về rồi hả Quân? Vâng, con mới về đến ạ. Đây là tài liệu của ba con phải không? Vâng ạ, đồng nghiệp ngày trước của ba đã gửi lại chúng cho con. Không sao đâu, con cứ khóc đi, con không cần phải cố nhịn như thế. Nếu như con về sớm hơn, có lẽ ba con đã không xảy ra chuyện. Con là một thằng con bất hiếu. Đây là tai nạn, không ai muốn con ạ. Đây không phải là lỗi của con. Con đừng tự trách mình nữa. Quân là một cậu bé rất thông minh. Chỉ tiếc là cháu không chịu học, cháu còn thường xuyên bỏ học tụ tập với đám bạn lang thang nữa. Mong anh sẽ về khuyên giải cháu. Con có biết là ba đi làm vất vả thế nào để nuôi con ăn học hay không Quân? Sao con lại bỏ học hả? Học chán lắm, mấy bạn chơi cùng con có ai học đâu. Chúng nó bảo chẳng cần đi học cũng vẫn có tiền. Ba cấm con học theo tụi nó. Tụi nó chỉ biết đi ăn cắp vặt, rồi có ngày bị bắt đi tù đấy, biết chưa? Ba chỉ biết quát con thôi. Sao ba không giống như ba mẹ tụi nó, để tụi nó tự do cơ chứ? Con không thích ở với ba nữa đâu. Quân! Con tỉnh rồi hả Quân? Có bị đau chỗ nào không? Con không. Ba con... Để ba con nghỉ một lát. Ba con truyền máu cho con. Lại còn thức cả đêm trông con nên mệt lắm. Quân! Con đi đâu đó? Chỉ tại cái cây chết tiệt này, vì nó mà ba mới bị tai nạn. Quân, con không được làm như thế. Đây là cây hoa ba con quý nhất đấy. Bác buông con ra, để con chặt cái cây khốn kiếp này đi. Con dừng lại ngay. Con đang chà đạp lên tình cảm của ba con đấy, con có biết không? Tại con hết. Con chỉ biết nhận từ ba tất cả mọi thứ. Còn ba lúc nào cũng hy sinh vô điều kiện, đến cả công việc đam mê cũng đành bỏ dở vì con. Con không biết rằng với ba con là phần thưởng ý nghĩa nhất trên đời này hay sao hả Quân? Chị Phượng, chị nhìn này, cây đỗ quyên thằng Quân nó trồng đấy. Vậy sao? Thầy giáo nói rằng thằng bé rất thông minh. Quả đúng như thế. Em chỉ nó qua là nó đã ươm được cây mộc lên rồi. Chị xem, thằng bé giành được học bổng du học ở Úc đó. Chỉ cần thằng bé trưởng thành nên người là em mãn nguyện lắm rồi. Hy vọng là nó sẽ trở thành một nhà khoa học cống hiến cho nước nhà. Mà chị có thấy nó đẹp trai giống em hồi trẻ không? Ba con mà cũng nói như vậy sao? Ba con không nói ra thôi, nhưng mà ông ấy tự hào vì con lắm. Dù đam mê của ba con gian dở, nhưng việc con kế thừa nó đã trở thành niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với ông ấy rồi. Ba ơi, trên đôi vai này từ giờ trở đi sẽ mang theo ước mơ của hai ba con. Ba hãy an tâm nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.